Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình ẩm thực của kênh YouTube Hưng SD. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nấu món bún riêu cua đồng. Bây giờ chúng ta cùng xem qua nguyên liệu để nấu món bún riêu cua đồng. Ta sẽ sắc đậu hũ ra, sắc miếng vuông vuông vừa ăn thôi nha các bạn. Kế đến là chúng ta sẽ sắc cà chua. Và tiếp theo chúng ta sẽ sắc cái phần huyết ra. Mình cũng sắc cùng vuông vuông vừa ăn nha các bạn. Và tiếp theo chúng ta sẽ sắc hành, sắc nhuyễn ra nha các bạn. Chúng ta bắt đầu lột tỏi, khử tỏi để mình xào cà chua. Bây giờ chúng ta bắt đầu chiên đậu hũ. Chúng ta trở qua trở lại cho nó vàng đều nha các bạn. Sau khi đậu hũ nó vàng rồi thì chúng ta gấp nó ra dĩa. Khử tỏi để mình xào cà chua. Sau khi khử tỏi xong thì chúng ta cho cà chua vào để chúng ta xào lên. Nhớ là chúng ta chỉ xào cho cà chua nó hơi săn lại thôi nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng dầu điều để chúng ta tạo màu cho cái nồi nước lèo của chúng ta thêm hấp dẫn nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lược cua để
hay là cái thịt cua đồng đó nha các bạn. Con cua đồng mình xay ra thì bây giờ nó đang lẫn lộn cái vỏ và cái thịt chung với nhau. Chúng ta tiến hành đổ nước vào, chúng ta quậy đều lên để cho cái thịt và cái vỏ của nó được tách ra. Rồi, chúng ta quậy đều lên, cho thêm nước vào, khoảng 2 lít nước nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào cái nồi, chúng ta sẽ luộc. Đó, cái phần ở bên dưới còn ở trong cái thau đó là những cái vỏ cua đó nha bạn. Sau khi mà nó chín thì cái thịt cua nó sẽ nổi lên. Lấy cái phần luộc, cái phần thịt cua chúng ta để riêng ra. Và bây giờ chúng ta tiến hành làm chả cua hay là trứng vịt lạc nha các bạn, và đập trứng vào. Chúng ta lấy cái thịt cua đồng lúc nãy chúng ta luộc đó cho vào tô. Sau đó chúng ta tiến hành cũng nêm nếm cái chả cua cho nó vừa ăn nha các bạn. Chúng ta đánh đều nó lên. Nhà bạn nào có lò hấp đó, thì chúng ta bỏ cái chả cua này vào chúng ta hấp cũng được. Còn không có thì chúng ta cho vào bịch, chúng ta bỏ vào trong cái nồi nước lèo luôn. Tí nữa nó sẽ chín. Và cho vào nồi khoảng 2 lít nước lọc nha các bạn. Khi nồi nước của chúng ta đã sôi, chúng ta bắt đầu cho giò heo vào để luộc nha các bạn. Chúng ta bắt đầu nêm nếm. Nếu như nhà bạn nào có lò hấp đó, thì chúng ta bỏ cái chả cua này vào chúng ta hấp cũng được. Còn không có thì chúng ta cho vào bịch, chúng ta bỏ vào trong cái nồi nước lèo luôn. Tí nữa nó sẽ chín. Sau đó chúng ta đậy nắp lại để cho giò heo nó mềm. Quay trở lại cái nồi giò heo, chúng ta bắt đầu hớt bọt ra. Bây giờ thì chả cua của chúng ta đã chín rồi, chúng ta sẽ vớt nó ra ngoài. Rồi chúng ta cũng cho huyết vào luôn nha các bạn. Kế đến chúng ta sẽ cho cà chua vào. Cà chua chúng ta vừa xào xong đó các bạn. Sau đó chúng ta cũng cho đậu hũ vào luôn.
bây giờ chúng ta sẽ cho cái dầu điều vào, chúng ta tạo màu. Đó, nhìn cái nồi nước lèo của chúng ta nó sẽ rất là hấp dẫn nha các bạn. Rồi chúng ta quậy đều lên. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nồi nước lèo bún riêu cua đồng rồi nha các bạn. Bây giờ thì chỉ có múc ra tô và thưởng thức thôi nha các bạn. Chúng ta cho bún vào. Và đặc biệt là cái bún riêu là mình phải có cái rau kinh giới nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cho hành vào nha các bạn. Nhớ là phải bỏ hành vô nha các bạn. Mình chan nước lèo vào xong rồi tí nữa mình sẽ cho vài cái lá rau kinh giới vào. Rau tí tô ăn nó sẽ rất là ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn dùng thôi. Chúc các bạn thành công với món bún riêu cua đồng. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube ẩm thực Thuần SD nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.